Kính chào quý vị và các bạn, đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng, hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới liên tục tăng giảm khi dữ liệu kinh tế của Mỹ không mấy khả quan. Nhà đầu tư chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra dự báo lãi suất. Qua đó, biên độ dao động của giá vàng rất hẹp từ mức 1.727 cho đến 1.735 đô la Mỹ. Đã có lúc giá của kim loại quý vọt lên tới 1.739 đô la Mỹ, nhưng rồi lại giảm ngay sau đó. Giá vàng đã bứt phá lao lên nhưng bất thành, dù dữ liệu kinh tế của Mỹ không mấy khả quan. Bộ trưởng Thương mại của Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 2 năm 2021 đã giảm 3% so với tháng trước. Các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp còn tăng cao. Từ đó, giới đầu tư tài chính suy đoán trong thời gian tới, bức tranh kinh tế của nước Mỹ khá mờ mịt. Họ tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý, giá vàng nhờ thế mà có lúc đã bật tăng mạnh mẽ. Mặt khác, do dữ liệu kinh tế của Mỹ xấu đi nên nhiều người đã ồ ạt bán cổ phiếu, khiến cho chỉ số Dow Jones và S&P 500 trên phố Wall mất điểm. Điều này đồng nghĩa một phần của dòng tiền đã chảy vào các kênh đầu tư khác, trong đó có vàng. Giá vàng có thêm động lực để đi lên. Giới đầu tư đang đợi kết quả cuộc họp kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Bởi dự kiến, trọng tâm sẽ xoay quanh tình hình lãi suất trái phiếu tăng đột biến gần đây, lo ngại về lạm phát gia tăng và triển vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, cuộc họp này kéo dài từ tối hôm 17 tháng 3 tới sáng nay 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang thận trọng trước khi Fed kết thúc cuộc họp vào sáng nay 18 tháng 3. Khi đó, Fed sẽ đưa ra dự báo kinh tế Mỹ và biểu đồ dự báo lãi suất. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định tại cuộc họp lần này, Fed sẽ không thể hiện ý định tăng lãi suất và không có động thái can thiệp đà tăng của lợi suất trái phiếu của Mỹ. Đây là một yếu tố tạo động lực cho đồng đô la Mỹ tăng giá, tác động tiêu cực lên thị trường vàng. Thế nên, triển vọng của giá vàng trong giai đoạn tới chắc chắn sẽ không sáng sủa. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng đã biến động trong biên độ hẹp do ảnh hưởng từ giá vàng của thế giới. Nhìn chung là giá vàng trong nước giảm nhưng không nhiều, và mức chênh lệch giữa hai thị trường là khoảng 7 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 55.250.000 đồng một lượng và 55.650.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 55.250.000 đồng một lượng ở chiều mua và 55.650.000 đồng một lượng ở chiều bán. Còn tại Mỹ Hồng, SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 55.250.000 đồng một lượng và 55.550.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 400.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.200.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 400.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55.150.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55.150.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 400.000 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng. Vàng Phú Quý, SJC mua vào 55.300.000 đồng lượng, bán ra 55.600.000 đồng lượng.
và Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 54.900.000 đồng lượng, bán ra 55.700.000 đồng lượng. Vàng PNG SJC mua vào 55.150.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 51.500.000 đồng lượng, bán ra 53.350.000 đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.500.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.550.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Manichibank mua vào 54.950.000 đồng lượng, bán ra 56.050.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 55.230.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Tại Huế mua vào 55.220.000 đồng lượng, bán ra 55.680.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Tại miền Tây mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55.250.000 đồng lượng, bán ra 55.650.000 đồng lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 55.230.000 đồng lượng, bán ra 55.670.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55.270.000 đồng lượng, bán ra 55.700.000 đồng lượng. Giá vàng bốn số 9 vàng nữ trang SJC. Nhận bốn số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51.400.000 đồng lượng, bán ra 52.000 đồng lượng. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 51.000 đồng lượng, bán ra 51.700.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 50.188.000 đồng lượng, bán ra 51.188.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.929.000 đồng lượng, bán ra 38.929.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.294.000 đồng lượng, bán ra 30.294.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.711.000 đồng lượng, bán ra 21.711.000 đồng lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.950 đồng, giảm 5 đồng, bán ra 23.160 đồng, giảm 5 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.840 đồng, bán ra 23.890 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.396 đồng, giảm 38 đồng, bán ra 18.123 đồng, giảm 39 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 18.075 đồng, tăng 47 đồng, bán ra 18.830 đồng, tăng 49 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 205 đồng, bán ra 218 đồng, giá không thay đổi so với phiên trước. Đồng euro mua vào 26.630 đồng, giảm 73 đồng, bán ra 18.022 đồng, giảm 77 đồng.
Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.310 đồng, tăng 21 đồng. Bán ra 25.326 đồng, tăng 22 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.255 đồng, tăng 58 đồng. Bán ra 32.560 đồng, tăng 61 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.475 đồng, giảm 5 đồng. Bán ra 3.620 đồng, giảm 5 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.710 đồng, giảm 28 đồng. Bán ra 17.408 đồng, giảm 30 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Đến đây, bản tin trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như các bạn được kim lợi quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.